Hello cả nhà mình. Thường là mỗi lần mà mẹ mà gửi đồ nhiều như vậy á, cái cách mà hay để trữ đồ ăn đó là mình sẽ bóc hết tất cả các vỏ của nó và để trong tủ lạnh. Tại vì là mấy cái trái chôm chôm á, mình bỏ tủ lạnh, mình tắt như vậy á, mình bỏ tủ lạnh. Xong cái nước mật nó ra lạnh lạnh ăn sướng, cực kỳ sướng luôn. Em rất là thích ăn chôm chôm mà ăn kiểu như vậy luôn. Nên là đặc biệt là chôm chôm mà mẹ gửi mà từ dưới quê như vậy á, thì hay tắt như vậy. Đây là chôm chôm, không phải là chôm chôm vàng mà thường hay quay đó nha, đây là chôm chôm trắng bình thường. Và hay sẽ tắt như thế này, bỏ vào tủ lạnh. Mọi người có thắc mắc cái trái nào ở trong đây của hen không? Đây là sạp bà hen. Sạp bà hen gồm bán, không phải bán mà là sạp bà hen chia sẻ cho tất cả mọi người là gồm có nè. Trái này là trái popochil. Hay nó biết là dịch tiếng Việt là trái gì nữa, nhưng mà tiếng hen của hen là trái popochil. Thì cái trái này ăn có vị chua, thường là hen sẽ giả giống như kiểu làm đu đủ á. Nhưng mà tí hen sẽ quay luôn cái video mà làm đu đủ cái trái này luôn. Thì mẹ hen đưa hai rổ, thường là nó nằm nguyên chùm. Gửi hai ngày xong em ấy thành như thế này cả nhà. Chắc là trái đó cũng mệt mỏi lắm, thành ra là em ấy tự tách ra khỏi cái chùm như vậy với lộn. Đó, tiếp theo đây là ổi này mẹ nhặt. Ổi mẹ gửi là màu xanh nha, cái chuyển ra đây thành màu vàng hết luôn. Ớt thì còn nguyên, không hiểu sao ớt lá này còn nguyên si, còn lá còn đẹp luôn. Ớt là siêu ngon luôn. Mùa mưa ở quê hen là sẽ có rất nhiều ớt, ăn ớt thoải mái luôn. Nên thường là mùa mưa là nhà hen thường là sẽ hái ớt và đem đi phơi. Tại vì là hái ớt mà mọc ở trong vườn mùa mưa ấy, ăn không hết. Nhà hen sẽ thèm thường đi phơi để dành cho mùa khô nhà hen ăn. Còn hen á, là hen sẽ bỏ ớt này, bỏ tủ lạnh, bỏ vào ngăn đá để có thể là ăn tươi, hoặc là hen sẽ ngâm vào hũ để dành ăn. Chứ không là em này ăn héo nhanh lắm, hoặc là hen có thể ăn khô, hen thích ăn khô. Khô là tới mùa khô ấy, kiểu mùa mà sau Tết ấy, ăn ớt khô nó mới sướng, nó mới đúng vị, nó đúng chất, đúng thiểm. Còn bây giờ mà tự nhiên đang có nhiều ớt xanh mà mình ăn ớt khô nó cũng có vô mình hết. Còn cái đây là đậu này cả nhà. Cái đậu này là mình sẽ giả chung với lại thịt ba rọi nướng. Giả chung với thịt ba rọi nướng một xíu nữa là khi mình ăn. Nhất đây là người bỏ thêm lá gừng nữa. Nói là đậm đà tốn cơm, một tô cơm luôn. Hay nó là thích cắt những cái chôm chôm mà nó hạt lép này này. Nhìn hay biết hạt lép không? Chôm chôm Thái đã ngọt rồi nhưng mà những cái trái mà hạt lép như vậy ăn siêu ngọt nữa. Tiếp theo nữa đây là trái chanh dây. Trái chanh dây này là khác với lại trái chanh dây của mọi người mua ở ngoài chợ thường là màu tím không. Còn trái chanh dây này là màu vàng này. Cái màu vàng là nó đã chín rồi đó. Rồi bơ này đang là cây bơ ngon nhất của nhà này luôn. Cây bơ này là vượt qua bơ bút được bơ 578 gì đó. Cái bơ này là cũng là cái bơ mà mình đi lấy giống, ba đi lấy giống xong rồi ba đem về trồng ấy. Mới được cái trái bơ này là gắn liền được tuổi thơ của hen á. Nói chung là mỗi lần đi lên rẫy là buổi trước khi nào cũng phải ghé cái cây này để được trái bơ mang về ăn. Trái bơ này ăn béo ngậy luôn, béo mà hả nghẹt cổ họng. Thường là bơ này hay ăn chung với cơm, này thì bơ rất là ngon luôn. Giả thêm nước mắm tỏi nữa, ăn siêu ngon luôn. Còn đây là chuối này cả nhà, chuối cũng dập tan nát luôn. Không biết là có ai có hoàn cảnh mà như hen không? Hen đã cái thời mà nhận xong rồi thùng đồ tan nát như vậy á. Là bên Tây Nguyên là nhiều lắm, tại hay gửi bơ với lại chuối á. Mấy hai bạn này mà bỏ vô thùng nó hay tan nát lắm. Cái mũ của em chôm chôm này dễ dính vào tay đó. Dính cũng hơi khó ra đó. Mình tách bằng dao cho nó nhanh, chứ lại là trái nó bị yếu rồi, tách nó không có giòn nữa. Theo là hen sẽ xếp như vậy nè. Ở đây có miếng giấy bạc lý do là cái hộp này của hen nó bị bể rồi. Nên là hen xếp lấy giấy bạc lót lại mà không muốn chụp cuốn. Muốn ăn ngon phải chịu khó. Lựa những trái đẹp trước để những cái trái mà dính hay là cái gì đó. Hay là bị thúi á, tí là mình sẽ cắt đi. Thì mình sẽ để lại sau này, cái trái này thứ mình để lại sau cái mình cắt đó, nó sẽ ra mọi người nhà thấy mở cái là mật nó ra.
nên là Hannah thích kiểu bỏ cái mật nó vào á, và nó ra cái mật đó lạnh ăn. Nó bắt đầu ra cái mật ngọt của chôm chôm. Làm nước ép chôm chôm chắc ngon lắm cả nhà nhỉ. Đây này, hay là tắt xong rồi nè, mình sẽ bỏ lại thôi. Để nắp lại, ăn dần.